Hôm bữa bạn nào nói ông chồng Phúc là khách quen của mấy bà bán tôm bán cá ngoài chợ thì tranh thủ nhín chút thời gian của mình vô xem hết video này nha. Nói không phải khoe chứ hồi dịch lương thực chủ yếu ở trong nhà ăn là toàn ổng cung cấp không đó. Thỉnh thoảng câu nhiều quá còn bán cho mấy cô mấy dì trong xóm nữa. Vì hồi dịch đâu có đi chợ bố gì được đâu. Đây, tôm càng xanh nha mọi người. Con này chắc cũng được khoảng 200 gram nè. Người xem càng đó nè. Tụi quần ngón tay của tôi thấy không? Đó. Trời ơi, vô bao nè nè nè, đúng rồi mọi người. Cá hay tôm đây? Nào vào đấy, ôi tôm tôm mọi người ơi. Tôm. Sao nha mọi người. Cái xuất cần ra đầu tiên ngồi đây ngâm ngâm tiếng là có tôm nè nè. Dạ, vô điên vô bà ông. Rồi tôm này tôm bự luôn rồi. Ui. Trời ơi, hy vọng là tôm càng nha mọi người. Uống cũng đầy dữ lắm rồi nha. Đây, một em nữa nè, hai em. Tôm này là tôm lộn nè mọi người, các bạn. Hai em tôm. Đây nha mọi người, đây là thành quả của Phương đi công ngày hôm nay nha. Đây được ôm tôm càng nè. Con này khoảng 250 gram nha mọi người. Đó. Càng xanh. Mớ tôm xô nè. Đó, tôm xô nái nái không? Đã. Mọi người. Tôm mới vậy á. Sạch bon rồi. Rồi, như đây.